chào quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin kính mời quý vị đón xem. Dù thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài cùng với tháng 2 chỉ có 28 ngày, nhưng doanh nghiệp ngành tôn thép vẫn có những tăng trưởng đáng kể. Mới đây, tập đoàn Hasen đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 2 năm 2021 ước đạt 3.211 tỷ đồng và lũy kế 5 tháng của niên độ tài chính 2020-2021 ước đạt 15.419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 905 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch đề ra. Đây là kết quả từ việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của Hasen tại các nhà máy trên cả nước thời gian qua. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.